Winner X thì rất là đơn giản thôi, anh em chỉ cần rút cái cầu gì số 2 hoặc số 5 ra xong rồi đấu lối tiếp vào nhau thôi nhá. Thì cái này mình làm cũng sơ sơ, chỉ tầm 2 giây. Thôi anh em, hôm nay mình sẽ tiếp tục quay lại với anh em với một clip tiếp theo về chiếc xe Honda Winner X. Và clip này mình sẽ giới thiệu với anh em về một món đồ chơi mới nhất đến từ Shopmotion Phát, do Shopmotion Phát thiết kế và sản xuất độc quyền, hiện đang được bán trên thị trường. Và ở clip này mình sẽ review cho anh em về bộ sản phẩm ở đây. Đây là một món đồ chơi mà bất kỳ anh em biker Winner X nào cũng nên trang bị cho mình để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chính chiếc xe của anh em. Và trên tay mình đang cầm ở đây đó chính là bộ hộp chống hách cầu chì, giúp bảo vệ an toàn cho chiếc xe, chống mất trộm cho chiếc xe của anh em trong mọi tình huống anh em nhé. Shop Moto Tân Phát đã dày công thiết kế rất là lâu để thiết kế được một bộ sản phẩm hoàn hảo như này, phục vụ anh em, bảo vệ an toàn cho chiếc xe của anh em. Và một bộ này sẽ được cấu tạo từ rất là nhiều các mảnh kim loại ở đây, và chất liệu được làm là bằng thép chịu lực rất là dày đây, giúp là có thể là chống cắp, chống đập rất là vững vàng rồi. Và cái đó, và cái thứ hai đó chính là nó sẽ được phủ lên đây là một lớp sơn tĩnh điện để giúp cho chiếc hộp này sẽ luôn ở trong trạng thái là đẹp, thái mới nhất, không bị không lo bị han rỉ hay là bị mối mọt gì cả. Anh em lắp lên xe là sử dụng trọn đời tĩnh điện luôn, không lo bị hỏng hay hóc gì anh em nhé. Và bộ sản phẩm này sẽ được Shop Mô Tuân Phát bảo hành trọn đời cho anh em trong mọi trường hợp là bị cong gãy, khi mà anh em hộp may bị trộn sờ mó vào xe này, Shop mình sẽ bảo hành cho anh em luôn. Xe này nó có một cái nhược điểm rất là lớn ở đây, nghĩa là với bất kỳ một tên trộm nào khi mà muốn ăn cắp chiếc xe của anh em thì nó sẽ cái hộp cầu chì này thiết kế nằm ngay đây với một miếng nhựa như thế này, nút ấm chết chốt cài vào này, một con ốc như thế này thì nó vặn con ốc phải ra chỉ mất mấy giây thôi và đứt luôn, giật một phát có thể là chúng không cần con tháo ốc luôn. Và có thể là một cái hàng trộm thì nó sẽ không cần phải vặn ốc như anh em mình giữ xe, nó chỉ cần lôi một cái ra là cái miếng nhựa là của anh em nó coi như nó mất đi nhựa có luôn cái xe rồi. Và cái hộp cầu chì nó nằm ở ngay đây, và khi mà để nổ máy thì trộm nó chỉ cần rút được hai cái khuôn cầu chì này lên này, nỏng lên này, đấy đây nhé, cầu chì của nó đây này, đấy hai cái cầu chì ở đây. Như một tên trộm thì nó sẽ chỉ cần bất kỳ một cái vật dụng gì mà nó giúp có thể truyền điện được thôi. Như mình ở đây thì mình mô phỏng bằng một cái sợi dây điện như thế này, chỉ cần một cái điều gì có thể dứt điện được, anh em có thể là cắm vào cầu chì để cho hai đấy, thì là không cần mất kể là anh em chìa khóa cơ hay là chìa khóa SH, smart key SH có xịn lên mấy, nhưng mà với cái thủ thuật này thì là chiếc xe của anh vẫn cứ bay màu trong vòng một nốt nhạc thôi. Đó, anh em có thấy là chiếc xe này đã được cấp điện rồi. Rồi anh em lại để tắt hẳn lửa luôn. Như vậy là anh em đã mất xe rồi, không tìm bằng mắt nữa. Bây giờ anh em chỉ cần có một cái giải pháp mà tôi đến phát mang đến cho anh em ở đây. Đó chính là một bộ hộp chống hách cầu chì như thế này. Đây là một cái sản phẩm mới mà trộm nó nhìn thấy cái này, khi mà muốn tháo thì nó phải mất một khoảng thời gian rất là lâu để nó có thể tháo được, bởi vì là không chỉ đơn giản là khi mà anh em lắp lên xe mà nó sẽ vặn ốc ra, bởi vì vặn ốc không thể ra được ngay, mà với một tên trộm thì nó sẽ phải tháo được vỏ nhựa hai bên và nó sẽ phải có thêm đồng bộ thì anh em mới có thể nó có thể tháo được chiếc xe cái hộp này ra. Và đi ăn cắp thì không thể nào mà mang máy cưa máy cắt đi để cắt gây tiếng ồn được, trộm nó sẽ phải làm nhanh gọn lẹ nhất có thể cái bộ này giúp bảo vệ cho chiếc xe của anh em tuyệt đối luôn anh em. Nhưng mà không có nghĩa là anh em dùng cái bộ này hạt chìa khóa anh em vẫn bật và để xe thì như thế là mời anh chơi rồi, anh em vẫn luôn phải bảo quản cái bộ chìa khóa của anh em, và cái bộ này giúp bảo vệ tăng cường cho chiếc xe của anh em hơn, thì anh em sẽ phải sử dụng ngay bộ này, bất kỳ anh em Winner X nào cũng phải sử dụng cái bộ này bảo vệ cho hộp cầu chì. Và đồng thời thì là nó cũng có tác dụng như là chống va đập hay là chống nước một số cái tác động bên ngoài vào cũng không muốn. Ok, bây giờ anh em hãy cùng quan sát kỹ thuật viên của Shop Moto Tuấn Phát hướng dẫn anh em lắp được cái bộ chống hách cầu chì này tại nhà. Đây là cái hộp cầu chì này, thép. Thế anh em đầu tiên thì phải tháo cái bóp này ra, trộm nó giật thì không thể tháo, nhưng mà mình làm theo đúng quy trình thì phải tháo ra. Cả cái miếng này nó chỉ có một cái ốc ở đây thôi và hai cái chốt nhựa ở bên trên. Tiếp theo thì dùng lục giác lăn tháo con ốc ở trên chỗ bình ắc quy này ra. Con ốc này là ốc lục giác lăn anh em nhá. Đây. Thì tí anh em phải lắp vào con này. À, anh em phải tháo vào cái con ốc
ốc này là ốc xuyên táo từ bên đây sang bên kia và nó sẽ ở chỗ nhông con ấy. Khoảng 14 hoặc là cái tay 14 để có thể vặn cái này ra anh em nhá. Các bạn thấy thì một mình mà không thể vặn được cái này đúng không? Thì ốc nó sẽ quay tít của bên kia không có ai trước. Thì ốc nó chỉ xoay thật chặt ở trong đây và nó sẽ không mở ra được. Thì bây giờ mình sẽ mời một bạn kỹ thuật vào để mà vặn cùng với mình cũng như ta được anh em nhá. Đấy, rất là khó này. Ốc là vặn khó. Bạn về bạn đi tập dưới bên kia thì mới bạn ở đoạn ốc này ra. Quá hai đầu ốc thì mới vặn được. Cho nó gen nó ra để anh em bắt được cái bát này. Nên là khi mà trộm nó sử dụng mà nó đi một mình nó trộm xe thì nó sẽ không thể nào mà nó hack được chiếc xe của anh em. Còn nếu mà thằng trộm trên xe mà chờ sẵn rồi mà xuống hack xe thì vừa bị bắt vừa mất xe của nó anh em ạ. Nên là anh em khi mà lắp đặt tại nhà thì vừa xem clip mà hãy gọi thêm người hỗ trợ về lắp qua cái bộ chống trộm này. Ok. Đó như anh em thấy thì anh em phải tháo qua ốc 14 cái. Đấy, qua ốc 14 này thì là có hai người, một bên hãm ốc, một bên vặn thì là nó sẽ ra từ từ. Nếu còn không hãm bên kia thì nó sẽ quay tròn luôn. Đấy. Sẽ phải mất khoảng 1 phút mấy ngày cũng ra được nếu mà một mình. Đấy, như hai người vặn cũng phải mất khoảng 1 2 phút để vặn được con ốc ra. Nhưng mà xong thì anh em sẽ nút vào cái hình như thế này này. Phía dưới và phía trên, cái mẩu bên trên nó sẽ bắt vào con ốc ở đây và cái ốc ở giữa này sẽ bắt vào con ốc mình vừa tháo ra. Đó, khít thịt luôn. Khít thịt luôn anh em nhé. Thì mình vặn tiếp con phía dưới vào. Và vặn tiếp con phía trên. Đó, khít rồi. Giờ mình vặn con dưới vào anh em nhé. Rất là đơn giản thôi, chỉ cần hai người phối hợp nhau thì rất là đơn giản rồi. Nhưng một người thì sẽ không thể làm được anh em nhé. Và trộm mà đi một mình thì không thể ăn cắp được chiếc xe của anh em. Nên là để trang bị được cái bộ này cho chiếc xe của anh em thì điều quan trọng nhất là anh em phải mua hàng của mình đã. Đó. Rồi ok. Thì khi mà vặn xong rồi ấy, để anh em mà chắc ăn ấy, thì anh em dùng cái đầu đánh hơi bẹt cái ốc ở đây đi một tí cho mình. Để làm gì? Để khi mà vặn ấy, thì con ốc này nó sẽ không lỏng và nó sẽ chỉ quay con ốc bên kia thôi. Là cái không có, nếu mà không có hai người thì không bao giờ ra được con ốc này nhé. Mà kể cả mà vặn một con đấy cũng được. Nếu mà trộm nó tháo được con này thì không bao giờ nó ra được nhé. Không bao giờ ra được luôn. Tại vì sao? Tại vì cái này rất là chắc. Cái này nó là thép 3 ly cực kỳ dày luôn. Sơn tinh điện. Mà muốn rút trong phía dưới không bao giờ rút được, tại vì ở dưới này có gờ luôn. Đấy. Dưới này có gờ, trên này bốn chúng mày này có gờ. Chống nước luôn anh em nhé, cực kỳ tốt. Cái này sơn tĩnh điện luôn. Này, không bao giờ chảy sơn. Rất là bền. Và những cái ốc này vặn rất là chuẩn luôn, không lệch lạc cái đâu cả. Sử dụng cái ốc zin để bắt anh em nhé. Tất cả sử dụng ốc zin hết. Rồi, ok. Và sản phẩm bên mình thì còn rất là nhiều, được đăng ký sản xuất độc quyền tại shop ô tô Tân Phát đây. Nên anh em nào mà muốn mua hay liên hệ ngay với shop mình qua số điện thoại là 0376424838 để được tư vấn miễn phí và mua hàng. Ok. Để lắp cái này một cách là chuẩn nhất thì anh em làm như sau. Đây. Đây anh em cho hai cái ngón tay vào đây để giữ cái cao su này đẩy ra và anh em ấn hai cái chốt này vào. Đấy. Ấn hai cái ngoài và giữ hai cái trong thì nó mê vào cái cao su kia anh em nhé. Không bị hở ở chỗ này. Cuối cùng là chúng ta vặn cái ốc ở đây là. Đó. Vậy là xong quy trình lắp đặt. Nhưng mà tên trộm là mà đi ai hưởng dựng được cái miếng nhựa này ra thì ô bất ngờ chưa. Anh em hãy liên hệ tư vấn khách hàng, chăm sóc khách hàng là số điện thoại là 0376424838 để tư vấn miễn phí và bảo hành sản phẩm. Còn về bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình lắp đặt thì anh em hãy liên hệ số điện thoại của kỹ thuật shop qua số điện thoại là 0966628826 để được hướng dẫn lắp đặt tại nhà một cách ngon lành cảnh đào nhất. Ok. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em nhớ đăng ký kênh YouTube, TikTok và follow fanpage đồ chơi mô tô Tân Phát để đón xem những clip mới nhất, những sản phẩm đồ chơi mới nhất sẽ ra mắt trên thị trường để phục vụ anh em trong tương lai. Ok. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em. Xin chào, nhớ đăng ký kênh YouTube nhé. Thấy hay thì like và subscribe nhé. Nope. Tiếc gì?
thì 1 like.